Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Cung Store nhá. Ở trên tay của Nguyễn Cung đây đang là một con Renault 6Z 5G đã bị vô nước và hư màn hình nha mọi người. Nếu mà bị vô nước mà tình trạng mà đổ mực hoặc là sọc như thế này thì thay màn hình khác thôi nha mọi người, chứ không làm gì được. Một khi đã bị mực rồi là không có hấp được đâu nha. Các bạn đừng có xem TikTok và thấy người ta hấp mực đồ này kia là hấp hết, đó là lừa đảo thôi nha mọi người. Riêng màn AMOLED hấp mực không bao giờ hết nha, không có ông nào hấp hết được đấy. Rồi bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành là thay cái màn hình cho Renault 6Z 5G. Cái video hướng dẫn thì Nguyễn Cung đã có rồi, nhưng mà bây giờ là hướng dẫn thay màn zin hãng nha mọi người, zin theo máy mọi người. Thì giá của nó là 1.450.000. Anh em nào cần mua về tự thay cũng được, hoặc là có thể gửi cho Nguyễn Cung thay cũng được nha. Đây, đây chính là cái màn hình zin này, Nguyễn Cung vừa mua về xong. Màn zin theo máy nha, zin new, zin theo máy chứ không phải là màn OLED 2C hay là màn linh kiện gì đâu nha mọi người. Cái nào là màn linh kiện đó Nguyễn Cung nó sẽ báo là linh kiện, còn màn nào là màn zin theo máy là Nguyễn Cung sẽ báo zin theo máy nha. Đó, ok này, Nguyễn Cung có đặt cả cường lực về để thay cho khách này nha. Đây, màn zin theo máy nha mọi người. Đó, ngày mua này có đầy đủ nha, bảo hành cảm ứng 1 tháng nha anh em, giá là 1.400.000. Ở đây là có thêm miếng cường lực này, Nguyễn Cung đặt thêm về để dán cho khách này. Nguyễn Cung hiện tại đang thay cho khách ở cửa hàng á, không qua kênh YouTube là 1.550.000 nha mọi người. Nếu mà fan YouTube thì là 1.400.000. Ok chưa, có cường lực luôn. Đây, đây chính là cái màn hình zin nhá, màn zin theo máy nha mọi người, chứ không phải màn OLED. OLED thì nó hơi bị nhỏ, đây hơi có giáp này. Số 04 là chết rồi, không biết là có vào được không. Này, màn 6Z zin hãng này nha mọi người, không bảo hành nha, chỉ bao test kỹ giúp em. Đó, màn zin hãng là họ không có bảo hành này à. Ok, thì bây giờ mình sẽ phải tiến hành test kỹ nha. Đó thì mình mua màn hình ở cửa hàng về thay cho khách lời có 100 mấy nghìn thôi, nhưng mà phải tự bảo hành cho khách nha mọi người, bảo hành cảm ứng 1 tháng. Ok, bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành thay nha. Thì bây giờ muốn thay được cái màn hình Renault 6Z 5G này thì mình phải tách cái nắp lưng ra, mà nắp lưng của nó rất là dễ bể cho nên là mọi người phải tách cẩn thận nha. Đây, bây giờ mình sẽ dùng một cái lưỡi lam để tách ngay góc lên chút xíu đi, để mình dùng một cái miếng lót mỏng để mình tách nó lên nha. Đây, xịt cho nó một xíu vừa 530 vào cho nó nhỏng cái keo lên. Ok này. Rồi bây giờ mình sẽ phải dùng một cái miếng mỏng, miếng lông mỏng á, để mình tách nó ra để nó không có bị bể nắp lưng nha mọi người. Đây, một miếng ni lông mỏng như thế này nhét vào để mình dọc nó ra thôi. Cái máy này có bung rồi nè mọi người, keo rất là dễ ra luôn này. Rồi cái nào cứng quá thì mình xịt chút xíu rồi 530 thôi, xịt vừa thôi, không có nó, cái nắp này nó rất là dễ bể nha. 530 vào có cũng khả năng là nó bể luôn cái nắp, nó mềm keo mọi người. Đó, ok này, dọc xong đây rồi lại quay lên đây dọc tiếp. Đó, trên đây nắp này nó cũng bể đưa hết rồi cho nên là bây giờ mình phải cẩn thận chút xíu cho nó giữ được nguyên vẹn giống như lúc cũ, chứ không có là nó bể thêm ra là nó xấu quắc đâu nữa nha. Hoặc là có thể mua nắp khác mấy chục nghìn, là 8-9 chục nghìn cái nắp zin rồi, không có đáng bao nhiêu tiền cả nha mọi người. Thì anh em mà nào mà không có điều kiện mà có R530 để mình xịt vào mình làm ấy, hoặc là không có khéo tay thì cứ tách trước ra, nó bể thì đặt luôn cùng với màn hình nha, đặt nắp lưng cùng màn hình luôn. Đây, đây, mình cứ dọc từ từ thôi, chỗ nào keo cứng quá thì mình lại cho 530 vào. Chỗ nào còn dính keo không? Đây, hết rồi. Còn chỗ khu vực camera còn dính keo thì mình lắp nhẹ nó lên rồi đó ha. Rồi mình để cái nắp sang một bên, nó sẽ lòi hết toàn bộ ốc ra này. Đó, bây giờ mình tiến hành mình vặn ốc ra thôi. Vặn hết ốc ra là mình sẽ tách được cái sườn ra để mình thay màn hình rồi. Đây nha. Để mình cũng tiến hành hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết để thay luôn và test luôn cái màn hình zin cho các bạn thấy nha. Cùng ở đây là zin, là báo zin
còn OLED 2C là báo OLED 2C chứ không có gửi tầm 3 nha mọi người, tại vì chủ yếu là để phát triển kênh YouTube thôi, cho nên là cũng không có cần thiết là phải lời vài 30.000 hay là vài 300.000 mà phá hủy kênh của mình phát triển tới 3 năm mấy 4 năm này nha mọi người. Đó, cho nên là cũng chỉ cần phát triển kênh YouTube, cho nên là màn nào là báo màn đó thôi chứ không có báo tầm bài nha. Rồi tiếp bật hết hết ra. Tại màn trong máy đang là số 6 mà nó gửi số 4 tới là không biết có dùng được chung không này. Tại vì máy mã của Oppo này là thường thường nó sẽ đi chung và kèm với lại cái số ở trên màn hình đúng không mọi người. Cho nên là mình phải lấy đúng số. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành là chọc khai sim ra nha. Rồi. Chọc khai sim ra, lấy cái sim ra. Rồi sau đó là mình sẽ tách cái sườn ra nha mọi người. Nè, tách ra thì các bạn cứ tách nhẹ nhàng thôi, cái sườn này sườn mũ nó cũng không có sợ nó hư đâu. Và wow, rớt nước này và lại bỏ cả thùng gạo này, gạo đang còn trong máy nó rớt ra là mọi người. Rớt nước phải đem ra tiệm sấy chứ, thì bỏ thùng gạo thì nó hư là phải rồi. Nó không thể hút nước được ra đâu mọi người. Không có giống như mấy cái máy cách trắng đen từ Bắc ngày xưa đâu mà bỏ thùng gạo. Đấy, rồi mình lấy ra này. Lấy sườn ra là nó sẽ lòi được cái socket màn hình ra rồi này. Đầu tiên là mình gỡ socket pin ra nha. Bất kể em dòng máy nào cũng vậy, gỡ socket pin ra đầu tiên nha mọi người. Nhấc hẳn lên, chứ đừng có dính vào cái nữa. Rồi tiếp theo đó mình lấy cái màn hình lên này. Đó, nhấc socket màn hình lên, mình bấm socket màn hình mới vào để mình test. Test ok rồi mình mới thay nha mọi người. Đây, bấm socket màn hình mới vào. Socket thì nó lòi ra đây rồi thì các bạn cứ bấm thoải mái vào thôi. Nha, chứ không cần phải dắt hẳn vào đâu. Đó, bấm vào này. Rồi, sau đó là mình bấm socket pin xuống, mở nguồn lên thôi. Đây, mở nguồn thì cái nút nguồn nằm bên hông đây. Hơi có bấm nhưng mà tại vì lấy cái nút mũ ra rồi. Đó, lên này. Lên ok này, phải test cảm ứng này nha mọi người. Tại vì khác số không biết là nó có ăn được cảm ứng hay không. Không biết là màn zin nó sang khác số nó có ăn không nha. Chứ là nếu màn OLED mà mua khác số là không có ăn được cảm ứng nha mọi người. Chưa test gì cho nên là mình phải để im siêu nha, chứ không thể bóc siêu ra được. 1, 2, ăn ok này. 4, 5, 6. Wow, giờ cũng được đó hả. Đây là màn zin nó chung mã luôn mọi người. Mã nào cũng ra xài được hết. Ok, pin yếu này. Nè, đó, màn khá là đẹp nha. Đó, màn zin hãng chứ không phải là zin điện kiện hay là màn OLED 2C đây mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là test xong rồi thì mình test sơ qua cảm ứng phát cháu này xem nó có bị chết điểm nào hay không. Đó, hiển thị thì cực đẹp rồi, không cần phải quan tâm cái hiển thị nữa này. Đó, mình vô cái nền trắng rồi, vào cục quay đi, mình tìm cái chỗ cục quay thì nhắn cũng được này. Vào nền trắng mình xem nó có bị mực không hay là nó bị đốm hay là đen gì không nha. Đó, ok, màn lên đẹp, cảm ứng ok rồi thì bây giờ mình test xong rồi thì mình có thể bấm cho nó tối lại hình xuống. Rồi, sau đó là mình lấy cái socket pin ra đầu tiên luôn nha. Đó, rồi gỡ màn hình ra này. Xong. Bây giờ là mình có thể tiến hành là xé ba cái sự vỉ sau à. Đây. Xé ba cái vỉ ra đi. Nha. Xé đi để mình với giáp vô được nha, chứ không có để như vậy giáp đâu mọi người. Nè, đó. Rồi xé luôn cả cái miếng che vân tay đây này. À. Đây là vân tay nha, cái lỗ vân tay chứ không phải là cái vân tay ở đây nha mọi người. Cái vân tay là nó nằm ở phía dưới màn hình đây này. Này là lỗ đục xuyên thấu màn hình để nó soi được vân tay thôi. Ok, sau khi đã bóc rồi thì mình để nó sang một bên. Tiến hành là mình gỡ màn hình cũ ra thôi. Màn hình cũ thì cái màn này nó bung rồi, nó mãi thấy khách người ta xé nó lên rồi. Người ta xé lên để người ta ngóng xem là nó bị cái gì bên trong nha mọi người. Cũng cứ lên TikTok rồi đồ này kia xem. Đó, lật nó lên là lên này. À, màn bị vô nước, còn nước luôn này. Màn này là bỏ nha, màn này cũng thay rồi nè mọi người. Cũng thay màn zin luôn này. Đó. Thay
tháng 2 này là mới được 3 tháng là hư nữa rồi, vô nước đúng mà vô nước này. Ok, bây giờ mình sẽ dục cái màn này đi. Rồi tiếp theo đó là mình vệ sinh cái keo, cái khâu quan trọng nhất của hai màn hình là vệ sinh keo nha mọi người. Đó, phải vệ sinh sạch sẽ cái keo ở trên cái sườn này đi. Đó, vệ sinh sạch rồi sau mình vô keo mới để mình dán dán màn hình lại nha. Các bạn vệ sinh mà không sạch ấy là dán màn hình vô là nó hở tóc bóc luôn đấy, nhìn rất là xấu nha. Kể cả có màn zin vô thì nó vẫn hở nha. Thế nên là mình phải vệ sinh cho thật là sạch. Nắng cái keo cũ đi. Rồi, sau khi đã quắng bớt rồi thì bây giờ mình phải dùng nhíp để mình vệ sinh lại lần nữa này. Phải dùng cái đầu nhíp để mình đẩy, đẩy cho nó hết đất đi nha. Keo nó đi được chứ đất nó không đi được nha mọi người. Đẩy cho nó đi hết ba cái đất vụn người ta dùng nó nhân vô cái kẻ. Đó. Vệ sinh cho nó thật sạch. Cái keo mà nó không dính được nó không đi được này. Ha. Đó. Ok. Rồi tiếp. Vệ sinh làm sao mà sạch hết một vòng tròn luôn nhá. Không được để lại chỗ nào hết. Rồi xong mình phải bỏ màn hình cũ vào, à màn hình mới vào. Xong mình ướm thử xem là nó có bị cấn gì nữa không thì vô keo rồi nha. Xem nó có bị cấn kính bể hay là kính cái cấn ba cái đất vụn gì sỏi đá gì nó nằm ở trong cái khu vực màn hình không. Nếu mà nó xuống sát rồi thì mình mới bắt đầu mình bỏ keo để mình dán nó xuống nha. Còn nó chưa sát thì phải kiểm tra xem là chỗ đó nó có bị cấn gì không rồi mới tiến hành là ráp nha. Ok, giờ là mình vải lau với lại R530 mình vệ sinh cho nó sạch ba cái đất bụi đi và keo cũ nó dính trên này đi. Đó, cái camera là không có đụng tới nha mọi người. Ok này. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái màn hình mới vào. Đây, mình nhét vào đây nha. Ban ngày quay video nó rất là ồn nên các bạn chịu khó thông cảm nhé. Đây, mình bấm nó xuống này. Đó, mình lấy tay nhấn nhẹ cái là xuống này. Sát hết này, đó, sát ok này. Rồi, như vậy là đã ok rồi thì mình tiến hành vô keo, dán lại và ráp ốc vào là hưởng thụ thành quả thôi. Màn test rồi thì các bạn cứ ráp thoải mái thôi nha, ráp kéo tay chút xíu. Giờ mình vô keo ở trên sườn thôi mọi người, chứ không có được, đừng có vô keo ở dưới bụng màn hình nhá. Đó, chạy một đường keo cho nó rất là đều luôn thì nó mới tránh được bụi với lại nước mưa nhiễu vào mọi người. Ok rồi, tiếp theo là nó đặt màn hình vô thôi, đặt cho nó chuẩn rồi mình đặt nó xuống. Đấy, ok chưa, sát đét luôn, không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Này, trên đầu gì, dưới đuôi gì sát hết luôn nha. Rồi quay sang đây mình bấm socket vào. Đó, bấm socket xuống. Rồi tiếp tục bấm socket pin xuống. Cái socket pin là lúc nào cũng phải dở lên. Rồi cái khâu cuối cùng mới cần để bấm socket pin xuống nha mọi người. Sau khi đã ráp hoàn chỉnh cái màn hình rồi thì mình mới bấm socket pin xuống nha. Rồi tiếp theo là cái sườn nó vào này. Đó, sườn vào. Ập đầu với ập đuôi trước rồi xong mình bấm hai bên hông cho nó sát vào. À, quá đẹp luôn. Rồi ok, mở nguồn. Đấy, lên rồi này. Rồi mình lắp sim vào cho khách luôn để đỡ bị mất nha mọi người. Đó, rồi soi xem là còn chỗ nào nó chưa có xuống bát không. Chỗ nào chưa xuống bát thì bấm cho hết xuống ấy nha. Rồi tiếp tục nữa là mình tiến hành là vặn ốc vào và dán nắp lưng bồn, đó là ứng dụng thanh quá rồi. Nó quá đơn giản đúng không mọi người? Không biết ai đang gọi Zalo mà cái máy đang quay video nên không có nghe được nha mọi người. Giờ để mình cùng sẽ tiến hành là ráp nhanh nhanh mới ốc vào nha.
Ok, như vậy là bây giờ chỉ việc vệ sinh cái keo cái nắp lưng rồi dán keo vào nó là xong rồi nha mọi người. Đó thì chút xíu nữa mình cũng sẽ vệ sinh sau nha. Tại vì là khách đang ngồi chờ cho nên là làm gấp gấp chút xíu để quay xong cái video thôi nha. Đó, đặt vào đây. Vô keo nha, nhớ mọi người là phải vệ sinh keo kỹ rồi xong vô keo mới rồi dán nắp lưng lại nha. Rồi dùng dây thun cột lại thôi. Đây, bóc cái này ra. Bây giờ Nguyễn Công sẽ dùng dây thun để giảng nó lại. Đây này, màn hình này 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Màn hình rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó là màn hình zin hàng nha. Rồi, giảng dây thun lại. Cho nó khoảng tầm 30 phút sau là các bạn có thể lấy ra các bạn dùng rồi nha. Vân tay vẫn hoạt động bình thường nha mọi người. Đó này. Ok, này nó sáp như thế này mà. Quá sáp luôn. À, mình có thể dùng tay ấy, mình vuốt qua vuốt lại ở ngay khung sườn này này cho nó sát hẳn xuống nhá, để xem còn chỗ nào còn bị cấn rồi này kia hay là cái keo nó xì lên đó mọi người, thì mình vuốt cho nó bung cái keo đó lên nhá. Rồi ok, như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong cái quá trình thay màn hình zin cho bộ Renault 6Z 5G rồi nha mọi người. Đó, màn hình zin của nó là giá 1,3 triệu. Ai mà cần thì cứ để lại bình luận phía dưới video nha. Nếu mà thấy video hay và ý nghĩa thì cho Nguyễn Công xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để Nguyễn Công có động lực làm các video tiếp theo hay hơn nha mọi người. Ok, bye bye mọi người, video tiếp theo nha.